Ru quay cái đoạn vlog đầu này để muốn nói với mọi người hai điều. Điều số 1 là cái chuyến đi Hàn Quốc vừa rồi mà Ru được đi là nhờ công sức mà các bạn đã subscribe, đã follow Ru, đã tin tưởng Ru bấy lâu. Cho nên Ru rất là cảm ơn mọi người, bởi vì mọi người đã cho Ru cái cơ hội được tham gia những cái chuyến đi rất là ý nghĩa như vậy. Và cái điều số 2 là cuối cái video này sẽ có giveaway, cho nên là mọi người nhớ coi đến cuối video nha. Hôm trước khi mà Rư ngồi xem lại ổ cứng thì Rư phát hiện ra là trong cái chuyến đi Đài Loan, cái thời mà tóc còn đen, thì Rư có quay một cái skincare routine mà Rư không biết là bây giờ Rư có nên up hay không. Tại vì thứ nhất là tóc hồi xưa màu đen, cái thứ hai nữa là hồi đi Đài Loan thì khí hậu nó lạnh hơn á, cho nên là nếu như mà mọi người muốn xem cái skincare routine đó thì comment cho Ru biết với nha. Rồi bây giờ mọi người hãy cùng bắt đầu vào cái vlog đi Hàn Quốc của Ru nha. Hiện tại thì mình vừa mới đến phòng, vừa mới nhận phòng. Ban đầu mình tưởng là mình sẽ ở chung với Ly, nhưng mà bây giờ biết là mình được ở một mình, mỗi đứa một phòng. Giờ làm 6 giờ và mình rồi chỉ có đúng 1 tiếng đồng hồ thôi, tại vì 7 giờ sẽ phải tập trung và đi ăn tối, cho nên là sẽ ngưng vlog tại đây và chúng ta sẽ vlog tiếp. Ru vừa mới make up xong, Ru ở tầng 32 cho nên là bây giờ sẽ xuống tầng 30 đón Ly, sau đó xuống tầng 27 đón Chloe, sau đó tụi mình sẽ tập trung ở sảnh để đi một cái gala dinner. Nãy giờ make up mà theo kiểu là trễ chưa, tại vì Ru nhận phòng vào lúc 6 giờ á, mà kiểu chưa tắm rửa, rửa mặt, rửa mũi, make up gì hết. Đánh lông mày cũng rất là fail mọi người ơi. Không có thích cái gặp lông mày hôm nay chút nào hết. Đây đã gặp được Ly và bây giờ thì chuẩn bị đi chơi. Chuẩn bị đi ăn tùi, quỳ tùi. Trời đói quá, tùi. Ăn quán đó. Đây là Ly. Chloe kìa, Chloe. Yeah, it's right here. This one, okay. Oh. Very nice to meet you. Thank you. It's nice. Here. It's me. Thank you. Oh. Thank you. Thank you. Really? Nhưng mà tụi mình hứa là sẽ không bóc, ăn tối xong về phòng bóc để có video khoe cho mọi người. Hello mọi người, Rư vừa mới về phòng. Chân hơi bị ê ẩm tại vì bên ngoài lạnh quá. Bên ngoài rất là lạnh và mưa nữa. Cái số mình năm nay đi đâu cũng mưa, đi Đài Loan cũng mưa, đi Đà Nẵng cũng mưa, giờ đi Hàn Quốc cũng mưa nữa. Bây giờ tôi sẽ khui quà. Nhưng mà mình vừa về phòng, đây là cái hộp quà mà mình vừa được tặng hồi nãy, vừa mới cầm về thì ở đây đã có thêm một hộp mới, cho nên bây giờ tôi sẽ khui cái hộp này luôn. Coi thử bên trong có gì. Oh,
nói chung là ngày hôm nay thì Lưu chỉ bị hai vấn đề. Một là ngồi trên máy bay và ăn đồ ăn rất là dở cho nên là không có ăn được nhiều. Hai nữa là hơi bị đau chân xíu, còn lại thì mọi thứ đều ổn. Tại vì Rui có áo khoác á, đã chuẩn bị một cái áo khoác rất là dày, cho nên là lạnh như thế này thì cũng ok, không thành vấn đề. Ngày mai sẽ là một ngày rất là dài, tại vì sẽ bắt đầu đi từ 10 giờ. Hello. Hôm nay là sáng của cái ngày thứ hai mình ở Seoul. Giọng cũng hơi bị run run rồi. Bây giờ Rui sẽ lên tầng 31 để ăn sáng. Đang ở lầu 2 và xung quanh có rất là nhiều người đẹp. Chẳng hạn là Chloe. Chẳng hạn là Chloe. Đây, thêm một người đẹp. Người đẹp đâu, ló mặt vô. Tụi mình chuẩn bị đi ăn. Tụi mình vừa mới thác loạn xong ly, uống mấy ly? Ly uống 3 ly. Chị uống 5 ly, em uống mấy ly? Em 2 ly. Trời em sướng rồi. Bây giờ chị thấy kêu quay. Tụi mình vừa được nhận một cái card khoảng 100 đô. Và bây giờ thì phải làm một cách để mà tiêu. Một người nói lại tiêu hết. Ba máy luôn đúng không? Dạ ba máy. Ba máy luôn. Ok. Rồi mày không mình không nhìn hết mọi người chứ mà em như mày. Tụi mình vừa nhận được một cái card 100 đô có hình Lee Min Ho. Cho nên là bây giờ nhiệm vụ của tụi mình là phải xài hết card này. Mọi người đoán xem tụi mình sẽ mua cái gì.
quà. Dạ. Ly ơi, khui quà của em đi. Đây nhá, trong này quà của Ly là có một cái sticker, đây là loa này. Xong rồi sau đấy là chúng ta có, đây là vỏ passport. Đấy, và cuối cùng thì là hình con gấu loa là quà Brown and Pony. Thì mình đang ngồi ở một cái tòa nhà rất là cao. Ủa không, đây là tầng 3, nó rất cao thì nghe hơi xạo. Ở trong một cái khu rất là to, khu này là Miêu Ông Đông. Đang ngồi uống cà phê với lại ăn bánh. Và cái phố này thì kiểu như là mọi người hình dung là có rất là nhiều brand mỹ phẩm. Và thật kiểu là cứ đi 3 bước là thấy một cái Disfree, đi 3 bước là thấy một cái Etude House. Hey, rất là hoành tráng. Và lời khuyên là mọi người không nên đến đây vì sẽ tốn rất là nhiều tiền. Yeah, và đây là đồng đội của mình. Và đây là hai túi của tụi mình vừa mới shopping. Còn đây hồi của mình à. Em mình mua hộp. Đây là mua giùm và đã bị khóa thẻ. Đây, bây giờ Ru đang đi ở Myeong Dong đây. Một cái phố rất là to, một khu rất là to. Và trời đang rất là lạnh. Nếu như không có cái áo ấm này thì chắc là mình đã chết lâu rồi. Mình vừa vào trong store của Style Nanda nhưng mà không mua được cái mình cần mua. Định mua cái này về làm review nhưng mà không mua được, tức quá. Cho nên là hy vọng ngày mai ra sân bay thì sẽ mua được. Muốn biết là cái gì thì mọi người cứ xem ở những video tiếp theo. Get out.
Đây là bữa farewell party cho nên là tụi mình sẽ quẩy. Sau trận thác loạn hôm qua thì mình đã sau trận thác loạn hôm qua thì mình đã hoàn toàn kiểu mất giọng và rên rỉ. Đây là người phụ nữ siêu nhất hành tinh bởi vì sáng nay đã dậy vào lúc 8 giờ. Còn Ru với Chloe thì vật vã, không dậy nổi. Mà hôm qua là mình uống rất ít. Yeah, nhưng mà mới kiếm cái gì ăn nè, đúng không?